Dạ qua nha. Vâng, hôm nay em sẽ nấu thử này, nồi Tiger xoong gốm, dòng này dòng VIP cảm ứng nhé. Thì hôm nay sẽ nấu một bữa cơm cháy. Rồi các bác có thể thấy rằng tổng quan ngoại hình con này thì rất là đẹp đúng không ạ? Đấy. Còn đâu mà việc vận chuyển một vài xước sát nho nhỏ thì không thể tránh được nhé. Nhưng mà con này thì cảm ứng rất là mượt. Đây. Đấy. Các bác khi mà tắt hay là nhấn phím nấu thì các bác sẽ phải giữ trong khoảng tầm chưa đầy 1 giây nhé. Chứ nhấn nhả là nó sẽ không nhận. Đây này. Đấy, để nó tránh là bị chạm nhầm nhé. Ví dụ như nhấn nhả nó không nhận này. Đó, và các bác nhấn giữ này. Đó, thấy chưa ạ? Thì các bác sẽ thấy rằng là trên cái đèn phần toàn bộ các chức năng các bác sẽ thấy nó nhấp nháy nhưng không phải đâu, đó là do tần số quét của camera nhé. Thì con này là cảm ứng trong màn hình này. Đó. Các bác có thể lựa nấu được các tất cả các chế độ cơm cháy này. Đấy, tăng giảm này, 1 2 3 này. Và các bác có thể là điều chỉnh theo từng các chức năng nấu rất là nhiều. Đó, mình điều khiển trực tiếp vào trong màn hình luôn. Phím cảm ứng thì rất là nhạy. Hoặc là sử dụng điều hướng bằng hai cái phím mũi tên này nhé. Đây có hẹn giờ đầy đủ. Đó, nồi thì rất là đẹp. Con này vỏ nhựa đúc nguyên khối hết nhé. Và công suất của nó là 1180W và sản xuất năm 2020. Em sẽ mở ra nhé. Đó, các bạn thấy chưa? Rất nhiều hơi đúng không ạ? Xoong gốm, xoong rất là dày nhé. Và áp suất 2 bi này. Các bạn thấy áp suất 2 bi chưa ạ? Đẹp, như mới luôn. Ở trong này thì nó còn một cái hốc để đỡ bi nữa. Đây, các bác có thể tháo ra mình vệ sinh được nhé. Thiết kế rất là tiện. Đây, gioăng thì đẹp, như mới. Con này mới nó khoảng tầm 98% rồi. Không còn gì phải bàn cãi đâu. Rồi, tiếp tục đến phần cơm cháy nha các bác nhé. Các bác sẽ thấy là cơm của nó đây. Cơm của nó rất là mềm. Đấy, rất là mềm, nó không có hiện tượng bị hạt cơm nó quá là lát. Đó, cháy bên dưới đây nhá. Đây, em sẽ lấy riêng ra một chút này. Đó, các bác sẽ thấy cháy của nó rất là ngon, xoong gốm nhá. Con này xoong gốm đẹp. Và tất nhiên rồi, thì cái xoong gốm của nó thì nó không phải là quá là dễ vỡ đâu nhé. Xoong này nó làm thiết kế rất là cứng. Đây, các bác thấy cháy chưa? Đây, một lớp cháy rất là vàng này. Đây, nhà em ăn thì em chỉ nấu ở cái mức độ cháy vừa phải thôi. Đó, bác nào thích ăn tăng cháy lên thì mình có thể mình tăng cái mức độ cháy này nhé. Đó, mình nấu tăng mức độ cháy này. Rồi, các bạn thấy chưa? Đây này. Chung là em không khéo tay lấy được nguyên một mảng cháy. Nhưng đây em sẽ lấy lên như thế này để cho các bác có thể là quan sát kỹ được. À, một chút này. Đó, các bác thấy cháy ngon chưa? Cháy vàng rất là đều nhé. Rất là đều. Cháy ở dưới thì nó rất là mềm và dẻo. Thì những cái nồi mà có khả năng nấu được cơm cháy thì nó sẽ nấu là dạng là cháy mềm chứ không có dạng cháy giòn, cháy cứng nha các bác nhé. Nó là cháy mềm. Thì kể cả là các bác có nhấn hâm kích hâm đi hâm lại thì nó cũng vẫn là cháy mềm, nó sẽ vàng thêm một chút. Đó, thì nó có những cấp độ cháy khác nhau. Thì để các bác có thể là tùy ý mình lựa chọn để mình nấu nhé. Còn xoong dòng này thì xoong nó rất là đẹp. Đó. Với cái dòng xoong gốm này thì nó nấu cái việc gia nhiệt của nó rất là cao. Đấy, nên là cơm nó chín rất là mềm. Nên là không phải là cứ công suất lớn mới là nấu cơm ngon mà quan trọng nó ở cái lòng xoong này nhá. Đó. Đây. Xoong rất là đẹp. Đó, xoong này nó dày như này thì nó gia nhiệt rất là tốt. Và tất nhiên là xoong gốm và áp suất 2B thì nó chỉ ở trên cái dòng Tiger thôi nhá, hãng Tiger thôi. Còn hãng khác nó không không có bản quyền để làm cái công nghệ này. Thì đây là Tiger áp suất 2B xoong gốm cảm ứng rất là VIP đây. Đấy, các bác lựa chọn trong màn hình hoặc là điều khiển toàn bộ xung quanh này nhá. Mặt rất là đẹp. Đó. Rồi giá 4 triệu bác nào chốt liên hệ trực tiếp với em qua hai số điện thoại 0987 807 038 và 0344 586 794. Em là Kim Thành Hải Dương. Các bác nhìn lớp cháy của nó này. Cháy quá mềm và ngon đúng không ạ? Tuyệt vời, cháy rất là thơm nhá. Khi mà một cái nồi cơm mà nó nấu ra được cái lớp cháy như này thì các bác sẽ thấy rằng cái việc là cơm nó ráo nó ngon hơn khá là nhiều. Còn đâu mà nếu các bác nào mà không thích ăn cơm cháy thì mình có thể là lựa chọn sang chế độ nấu bình thường không có chức năng cháy. Đấy thì các bác có thể là bật hoặc tắt cái chế độ đó đi được. Đó, bác nào chốt thì liên hệ với em nhé. Xin chào, cảm ơn tất cả các bác.